Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine tung chiến thuật mới, phóng tên lửa thủy thần, hạ mục tiêu tầm xa. Ukraine được cho là đã hoán cải các tên lửa chống hạm Neptune do nước này sản xuất để tăng cường khả năng tấn công tầm xa vào các mục tiêu của Nga. Theo Ian Williams, phó giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tên lửa chống hạm Neptune được khoán cải là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Ukraine gần đây nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa. Năm ngoái, quân đội Ukraine tuyên bố phóng tên lửa Neptune bắn hạ tàu tuần dương Moscow, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra trên tàu Moscow đã dẫn đến các vụ nổ kho đạn trên tàu và cuối cùng khiến cho con tàu bị chìm. Neptune là tên lửa chống hạm. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Ukraine đã tiết lộ kế hoạch phát triển phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa này. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết, một tên lửa mới hoàn toàn hiện đại đã hoạt động hoàn hảo để hạ gục hệ thống phòng không của Nga ở phía tây Crimea vào cuối tháng 8. Một quan chức quốc phòng Ukraine cũng nói với The Guardian rằng nước này đã sử dụng phiên bản hoán cải của tên lửa Neptune để tấn công hệ thống phòng không của Nga. Cuộc tấn công được thực hiện 100% bởi tên lửa Neptune cải tiến, quan chức Ukraine xác nhận. Các nhà phân tích nói với Newsweek rằng do nhu cầu của Ukraine về các hệ thống vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu ở xa của Ukraine đã vượt quá nguồn cung của nước này, nên Kiev phải tìm cách thích ứng trong một bối cảnh hoàn hảo các nhiệm vụ tấn công mặt đất không phải là cách sử dụng tốt nhất cho các tên lửa chống hạm hiện đại vốn được thiết kế đặc biệt để đánh chìm các tàu chiến bọc thép hạng nặng trên biển nhưng ukraine đang phải đối mặt với sự thiếu hụt về các hệ thống tấn công tầm xa chuyên gia williams nói theo ông Williams, điều này đồng nghĩa với việc Ukraine phải chuyển sang sử dụng các tên lửa chống hạm như Neptune do Kiev không được tiếp cận các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS của Mỹ hoặc tên lửa hành trình tầm xa Taurus do Đức sản xuất. Cả Washington và Berlin hiện vẫn chưa chuyển giao cho Ukraine những hệ thống tên lửa hiện đại này, mặc dù Anh và Pháp đã cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Kiev vào đầu năm nay. Ukraine đang thích ứng và sử dụng những gì họ có trong tay, nhưng đây không nên được coi là giải pháp lâu dài cho nhu cầu tấn công tầm xa của Ukraine, chuyên gia William nhận định. Tinhas Castro, nhà nghiên cứu tại Tổ chức Nghiên cứu Quốc phòng Royal United Service, cho biết cuộc tấn công vào mũi takhankut phía tây krum vào cuối tháng trước đã chứng minh rằng ukraine có thể sử dụng tên lửa neptune cho hoạt động tấn công trên bộ khiến khí tài của nga gặp rủi ro ở những khu vực phía sau vốn được xem là an toàn trước đây theo chuyên gia Kauser, việc tấn công một mục tiêu tương đối nhỏ có thể ngăn chặn các mối đe dọa trên không như S-400, cho thấy Ukraine có thông tin tình báo và chính xác chất lượng cao, đồng thời tên lửa Neptune tấn công trên bộ có thể ẩn nấp sau những chướng ngại vật để tiếp cận mục tiêu mà Nga không thể phát hiện. Neptune có thể sử dụng các biện pháp đối phó để không bị phát hiện hoặc được sử dụng cùng ngày với thiết bị gây nhiễu chuyên gia karson cho biết một điểm khác biệt cũng có thể thấy đó là giữa phiên bản tấn công mặt đất của neptune và biến thể chống hạm đó là hệ thống dẫn đường hiện rất khó để có thể đánh giá bao nhiêu tên lửa neptune mà ukraine có thể sử dụng nhưng số tên lửa dự trữ có thể không nhiều rất khó để sản xuất hàng loạt loại tên lửa này ngay cả trong thời bình và nga vẫn nỗ lực để nhắm vào cơ sở công nghiệp quân sự của ukraine chuyên gia karson nhận định sức mạnh của tên lửa thủy thần theo các tài liệu do LUS, một đơn vị phát triển vũ khí thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine công bố, Neptune là tên lửa phòng thủ bờ biển được thiết kế để tấn công tàu chiến của đối phương với tầm bắn lên tới 306 km. Tên lửa thủy thần Neptune được phóng từ các ống gắn sau xe tải cỡ lớn có thể được bắn ở vị trí cách bờ biển khoảng 25 km. Từ đó cho phép phương tiện này ẩn náu tốt hơn trước tàu và máy bay trinh sát của đối phương. Mỗi xe bệ phóng có thể mang 4 tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune và có thể phóng trong vòng 15 phút kể từ khi xe vào vị trí triển khai. Sau đó, các xe tải có khả năng di chuyển với vận tốc 64 km h trên, trên đường băng có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí khai hỏa mới. Mỗi tên lửa Neptune mang đầu đạn nặng khoảng 150 kg và có tổng khối lượng khoảng 860 kg, khiến vũ khí này lớn hơn một chút so với tên lửa chống hạm Harpoons mà Hải quân Mỹ sử dụng. Neptune có khả năng tiêu diệt các mục tiêu có lượng choán nước lên tới 5.000 tấn. Neptune có thể được triển khai trên tàu, trên bộ và bằng các bệ phóng trên không. Tên lửa này được lực lượng vũ trang Ukraine chính thức tiếp nhận vào tháng 8 năm 2020 và đưa vào biên chế hồi tháng 3 năm 2021 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển. Dự án phát triển tên lửa Neptune được khởi động từ năm 2014, sau khi Ukraine mất gần 80% số tàu hải quân trong sự kiện Nga sát nhập Crimea. Nó được thiết kế dựa trên nguyên mẫu tên lửa hành trình do Nga chế tạo có tên là KH-35, để né tránh các loại vũ khí được thiết kế nhằm phát hiện và bắn hạ tên lửa chống hạm. Tên lửa Neptune bay bám biển, cách đỉnh sóng chỉ 3 đến 9 mét, khiến cho tên lửa này khó có thể bị phát hiện trên radar ở cự ly xa. Độ cao thấp cũng khiến cho nó rút ngắn thời gian phản ứng của tàu chiến đối phương. Ukraine mất xe tăng, kẻ thách thức đầu tiên do phương Tây viện trợ. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy Ukraine dường như đã mất xe tăng Challenger 2 đầu tiên trong cuộc phản công nga. Forbes đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã mất chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Một đoạn video quay ở hiện trường cho thấy chiếc xe tăng được mệnh danh là kẻ thách thức của lữ đoàn tấn công đường không số 82 đang bốc cháy bên lề đường bên ngoài Robotyne thuộc tỉnh Zaporizhia. Đây là một trong chiếc xe tăng nặng 69 tấn có kiếp chiến đấu 4 người mà Anh đã cam kết viện trợ chuyển giao cho Ukraine. Vài ngày trước, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng đoạn video một binh sĩ của Lữ đoàn 82 ca ngợi chiếc xe Challenger 2 vì khả năng tấn công hỏa lực tầm xa và lớp giáp bảo vệ kiên cố hơn các xe tăng có từ thời Liên Xô. Đoạn video hiện ở hiện trường cho thấy tháp pháo của chiếc Challenger 2 bị phá hủy vẫn gắn vào thân. Điều này dường như cho thấy khả năng sống sót cao của xe tăng. Lữ đoàn 82 đang dồn lực tấn công từ Robotin về phía đông nam hướng tới Vebo. Mục tiêu của họ là Melitopol, thành phố nằm cách gần 100 km so với đường cao tốc T0408 và T0401. Theo lính tăng của Lữ đoàn 82, Ukraine thường sử dụng xe tăng Challenger 2 để hỗ trợ hỏa lực tầm xa, tận dụng tối đa khả năng nhìn đêm, khả năng điều khiển hỏa lực chính xác và súng chính uy lực. Đó là một cỗ máy được thiết kế để hoạt động ở khoảng cách xa, binh sĩ Ukraine nhận định. Tuy nhiên khi các tiểu đoàn được Challenger 2 hỗ trợ đang tiến lên, xe tăng này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải di chuyển ra ngoài để theo kịp đội hình phía trước. Challenger 2 có thể đã di chuyển vào bãi mìn hoặc đã bị pháo kích, sau đó UAV Nga mang theo chất nổ tiếp tục lao xuống để phá hủy mục tiêu. Challenger 2 được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1998, là xe tăng chiến đấu chủ lực do BAE Systems thiết kế và sản xuất, kế thừa của xe tăng Challenger 1. Với động cơ mạnh mẽ và hỏa lực tiên tiến, Challenger 2 mang đến khả năng phòng thủ mạnh mẽ và hiệu quả, chiến đấu vượt trội. Challenger 2 có tháp pháo được bảo vệ bởi lớp giáp Chobham thế hệ thứ hai, giúp tăng khả năng chống lại sự tấn công của vũ khí chống tăng. Sử dụng động cơ Diezen Peskin Caterpillar CV-12 có công suất 1.200 mã lực cho phép Challenger 2 di chuyển với vận tốc tối đa là 60 km h và 40 km h trong điều kiện việt giã, tầm hoạt động là 450 km. Challenger 2 được lắp đặt pháo L30A1, 120 ly có độ chính xác cao, mang lại tầm bắn và khả năng xuyên phá vượt trội. Bên cạnh đó, xe tăng cũng được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến hơn như hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi và ảnh nhiệt cho phép nhắm mục tiêu chính xác trong điều kiện khác nhau. Tác chiến ở Zaporozhia, các xe Challenger 2 đối mặt với thách thức khi Nga đang chiếm ưu thế trên không, cũng như về pháo. Điều này có thể đặt xe tăng do Anh sản xuất đối diện với nguy cơ bị phá hủy thêm nữa trong tương lai khi lữ đoàn 82 tiếp tục tiến lên phía trước. Viện nghiên cứu của Anh, Ukraine đối mặt tổn thất lớn về trang bị, các lực lượng của Ukraine đang phải đối mặt với tổn thất to lớn về trang thiết bị, trong khi các khóa huấn luyện của phương Tây không phù hợp với kiểu giao tranh hiện nay. Viện các quân chủng thống nhất Hoàng danh Rusi cho hay, những nỗ lực để đạt được đột phá nhanh chóng đã dẫn đến tỷ lệ tiêu hao trang thiết bị thất thường. Rusi nhận định trong một báo cáo vào ngày 4 tháng 9. Trong báo cáo này, Rusi đã đưa ra đánh giá về những thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi bước vào tháng thứ tư của cuộc phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ nga kiểm soát. Viện nghiên cứu này nhận định, dù Ukraine đạt được tiến triển như thế nào trong cuộc phản công, các chiến dịch sau này cần giải phóng thêm các vùng lãnh thổ, và khi xung đột kéo dài tới mùa đông và năm sau, thì phương Tây phải tiếp tục cam kết hỗ trợ để Kiev duy trì đạt tiến công. Các kết luận của Russi được đưa ra từ một nghiên cứu trường hợp về các hành động chiến thuật trong hai tuần tại làng Novodariska và làng Grinopin, nằm ở vùng tiếp giáp giữa Donetsk và Zaporizhia. Rusi cho biết Ukraine đang phải đối mặt với tỷ lệ tiêu hao nghiêm trọng về trang thiết bị, nhưng các phương tiện chiến đấu bọc thép của phương Tây đang giúp các lực lượng của nước này tránh được những tổn thất về người to lớn. Việc Ukraine bảo vệ các đội hình di động rất quan trọng để họ có thể phục hồi, sửa chữa và duy trì. Tuy nhiên, hướng tiếp cận này khiến Ukraine tiến triển chậm và cho phép các lực lượng của Nga có thêm thời gian để tổ chức lại. Theo Rusi, trong khi Nga chịu tổn thất về pháo và xe tăng, thì họ đã gây ra tổn thất đủ lớn cho Ukraine để cản bước tiến công của Kiev. Tóm lại là Nga đã đạt được thành công chiến thuật trong việc ngăn cản bước đột phá của Ukraine. Khi các lực lượng của Nga đối mặt với tỷ lệ tiêu hao lớn, họ đã thích nghi bằng cách tăng chiều sâu của các bãi mìn, phân tán hệ thống tác chiến điện tử và sử dụng hòa lực chính xác hơn, việc khai thác công nghệ để trinh sát các bãi mìn sẽ mang đến lợi ích đáng kể cho các đơn vị của ukraine báo cáo của russia cho hay cuộc phản công của kiev bị hạn chế khả năng ở cấp tiểu đoàn và lữ đoàn do đó việc huấn luyện binh lính sẽ hỗ trợ đáng kể cho lực lượng của ukraine tuy nhiên điều này chỉ hữu ích nếu việc huấn luyện phù hợp với cấu trúc ukraine triển khai thay vì chỉ đơn thuần là hướng dẫn các phương pháp của nato Tuần trước, các binh lính Ukraine được NATO huấn luyện đã miêu tả việc họ bị áp đảo như thế nào khi đối mặt với đội quân được trang bị tốt hơn của Nga. Một binh lính thuộc Lữ đoàn Cơ giới hóa 32 chiến đấu ở phía đông Kharkiv cho biết các quan chức NATO đã không hiểu thực tế chiến trường. Sergei Zurez, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Quân sự Defense Express cho rằng việc huấn luyện của NATO tập trung vào tác chiến đô thị, tức là ít tập trung hơn vào các kỹ năng, ví dụ như là đối phương ra khỏi chiến hảo, xây dựng nhóm tấn công và phối hợp với pháo và UAV. Russia cho biết cuộc phản công của Ukraine cần sự áp đảo về hỏa lực và đảm bảo lợi thế này có vai trò rất quan trọng thông qua việc tăng cường sản xuất đạn dược và các bộ phận dự phòng. Ukraine tấn công thành phố nguyên tử của Nga Người dân vùng Kuchetov trong ngày 4 tháng 9 đã báo cáo về tiếng nổ lớn trên bầu trời. Theo các nhân chứng, có từ 3 đến 5 tiếng nổ như vậy vang lên. Truyền thông Ukraine cũng đã đưa tin về vụ việc này. Từ video mà các kênh truyền thông tiếng Nga đăng tải, người ta có thể nhìn thấy các mảnh vỡ của máy bay không người lái là nguyên nhân của các đám cháy sau vụ nổ. Tình huống này là nghiêm trọng bởi vì trước đó các UAV của Ukraine chúng ta cũng đã tấn công vào một tòa nhà ở Kuchatov. Theo báo cáo của Thống đốc vùng Kursk Bromang Satoroy, đám cháy đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt nhanh chóng, nhưng những cuộc tấn công này vẫn rất đáng chú ý, bởi vì khoảng cách từ Kuchatov đến nhà máy điện hạt nhân Kucho chỉ là 4 km. Thực tế, đã buộc chính quyền phải có những phản ứng ngay lập tức, theo dữ liệu được công bố chính thức, cuộc tấn công đã bị đẩy lùi thành công và hiện chưa có báo cáo nào về tổn thất về người. Liệu một ngày nào đó Ukraine có thể tấn công thành công nhà máy hạt nhân của Nga hay không và nó có thể dẫn đến hậu quả là gì cho dù người nga có đẩy lùi được các cuộc tấn công của ukraine vào nhà máy hạt nhân của mình hay không thì mối đe dọa này sẽ ngày càng một lớn hơn trong tương lai và đến lúc đó moscow sẽ không thể chủ quan còn đứng về góc độ quốc tế thì việc ukraine hướng mục tiêu và các nhà máy hạt nhân của nga sẽ khiến cho châu âu và cộng đồng quốc tế phẫn nộ đây không còn là một vấn đề xung đột giữa hai quốc gia đơn thuần nữa mà nó là câu chuyện toàn cầu Điều này khiến cho các quốc gia đang viện trợ cho Kiev bị phần còn lại của thế giới cáo buộc là đang tài trợ cho tổ chức khủng bố. Từ đó, Ukraine sẽ đánh mất đi nhiều hơn những tiếng nói ủng hộ mình. Nga phá hủy kho chứa nhiên liệu ở cảng Granny của Odessa. Vào cuối ngày 3 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công nhóm bằng máy bay không người lái vào cảng Granny của Odessa. Mục tiêu của cuộc tấn công là kho chứa nhiên liệu giới thiệu cho các thiết bị quân sự bộ này sau đó cũng đã thông báo rằng mục đích của cuộc tấn công đã đạt được và tất cả các đối tượng cần thiết đều bị bắn trúng đoạn video ghi lại cuộc tấn công trong đêm ở càng Granny cho thấy hậu quả nặng nề mà cơ sở hạ tầng nơi đây đã phải gánh chịu cuộc tấn công lần này cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình xung đột ở ukraine trong thời gian vừa qua UAV ZR-2 đã chứng tỏ được khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở cả khu vực miền Trung và miền Nam Ukraine. Nó phản ánh được sự hiệu quả của hệ thống điều khiển và hướng dẫn lộ trình UAV. Những kết quả này sẽ cho phép Nga tiếp tục khai thác ưu thế cơ động cao và phạm vi hoạt động lớn của loại vũ khí trên. Oleg Kiper, quan chức Ukraine quản lý khu vực đã xác nhận trong một bài đăng trên Telegram rằng cơ sở hạ tầng tại Odessa đã bị hư hại sau cuộc tấn công kéo dài 3 giờ rưỡi của 22 UAV Nga. Mục tiêu cuối cùng của cuộc tấn công là khiến cho các cảng tại vùng Odessa không thể hoạt động được nữa. Việc ngăn chặn các hoạt động xuất khẩu từ vùng Odessa sẽ được đảm bảo bởi các máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Mặc dù phía Nga tuyên bố họ nhắm vào các cơ sở lưu trữ nhiên liệu dùng để cung cấp thiết bị quân sự, hỗ trợ lực lượng Ukraine, nhưng mục đích không chỉ có vậy. Thứ nhất, người Nga muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc theo hình thức trước đây là không thể nếu như không có sự tham gia của Nga. Thứ hai, người Nga muốn phá hủy tiềm năng quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả việc giảm thu nhập từ các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Các chuyên gia từ Office Economist tin rằng xuất khẩu ngũ cốc và hạt có dầu từ Ukraine có thể giảm một phần tư trong nửa cuối năm nay. Điều này sẽ khiến cho GDP của Ukraine mất thêm 3% khoản đóng góp vào ngân sách. Thứ ba về nguyên tắc thì đòn tấn công còn giảm thiểu mối đe dọa khủng bố từ phía Ukraine, bởi vì bờ biển đen gần Odessa chính là nơi mà các UAV của Ukraine được phóng đi nhằm tấn công hạm đội biển đen cũng như là các cơ sở hạ tầng và thương mại hàng hải khác của Nga. Bằng hành động của mình, Nga cho thấy rằng các cảng ở khu vực Odessa sẽ không còn có thể tiếp tục hoạt động được nữa. Đằng sau kế hoạch bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đệ trình lên Quốc hội Ukraine đề xuất bổ nhiệm Rustem Umerov vào vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này. Điều này đã diễn ra sau sự từ chức của Bộ trưởng đương nhiệm Oleksiy Renikov. Ông Zelensky nói, tôi tin rằng bộ quốc phòng cần những cách tiếp cận mới và các hình thức tương tác khác với cả quân đội và xã hội nói chung bây giờ rustem umerov sẽ đứng đầu bộ quốc hội của ukraine biết rõ người đàn ông này và ông umerov sẽ không cần phải giới thiệu thêm tôi mong quốc hội sẽ ủng hộ việc ứng cử này rustem umerov sinh ra trong một gia đình hồi giáo đến từ bán đảo crimea ông ta có mối quan hệ cá nhân rất tốt ở thổ nhĩ kỳ và đã tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán quan trọng giữa zelensky và tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan umerov đã tham gia vào nhiều sáng kiến ngoại giao khác bao gồm cả thỏa thuận ngũ cốc và việc trao trả các chỉ huy azov về ukraine Việc lựa chọn Umerov vào vị trí cấp cao này có thể báo hiệu mong muốn của Kiev trong việc tăng cường mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đảm bảo chỉ huy và kiểm soát tốt hơn các lực lượng vũ trang trong cuộc xung đột hiện tại. Bình luận về việc Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov từ chức, truyền thông cánh tả Mỹ New York Times đã viết rằng việc này có liên quan đến các biện pháp mới nhằm kéo dài cuộc xung đột với Nga. Theo thông tin này, Ukraine cần có một ban lãnh đạo mới để tiếp tục cuộc chiến chống Nga. Một trong những nguyên nhân khiến Brennikov bị sa thải có thể liên quan đến yếu tố đó. Điều này ngụ ý rằng ông Brennikov không còn mặn mà với cuộc chiến này nữa. Ông ấy có thể đã đưa ra lời khuyên liên quan đến các thỏa thuận hòa bình, nhưng phương Tây có thể vẫn chưa chịu, cho nên họ đã khiến cho ông ta ngã ngựa.